Rồi xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiện của chị Thủy, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Tôi chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lo mai giống mai ghép bên vườn của chị Thủy cho cô chú anh chị mình mua về lấy bò ghép hoặc là mình dưỡng là mình chờ Tết năm 2025 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Hôm nay lên show mình lại nè, siêu bông Sài Gòn nè cô chú anh chị ha. Đó. Mức giá chỉ từ nói chung là 600.000 ha cô chú anh chị ha, 600, 700, 800, 800.000 một cây, bao phí vận chuyển luôn ha. Thì mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Thì trước mặt cô chú anh chị mình đây ha là mặt hoa của giống xô mình lại bên vườn của chị Thủy cô chú anh chị ha. Cây đang hoa luôn ha. Thì cây này một lát nữa chị Thủy cũng sẽ có giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Bông to hơn 4 ngón tay luôn nè cô chú anh chị ha, đường kính to hơn 4 ngón tay luôn. Hoa to bự luôn cô chú anh chị ha. Bông này nó lên không mà khủng khiếp luôn, 3 lớp cánh nha cô chú anh chị. 1, 2, 3, 3 lớp cánh. Đó, mặt bông trên cây luôn nha cô chú anh chị. Mặt bông đang trên cây đang nở luôn ha, còn số nụ nè. Về mình test bông thoải mái giùm em luôn ha. Nè, cái này nở mấy ngày rồi nè. Đó. Có mặt hoa trên cây luôn ha. Rồi, không mất thời gian nữa ha. Em mời gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chị Thủy ơi. Rồi, hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai này thì có siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn với chắc Nhị Ngọc Toàn hết rồi ha. Chắc hết Nhị Ngọc Toàn rồi nên có siêu bông Bình Lợi thôi nha cô chú anh chị. Bình Lợi với Sài Gòn ha. Rồi. Thì đầu clip hôm nay thì em giao luôn là mã số 31B. Rồi. 31B là một cây siêu bông Bình Lợi nha. Cây này thì nói chung thì nó cũng không phải nó già lắm nhưng mà nó đang làm nụ á nên nó trổ bông, em để cho trổ bông để cho mà cô chú anh chị em mình xem chuẩn cái mặt bông như thế nào ha. Thì thấy thì em thấy bông thì rất là đạt chuẩn nha. Ba lớp cánh ha. Hoành thân là 21. Hoành thân 21 ha. Chiều cao là 79. Mấy cây, quá đã, mình mấy cây này thì về á, mình tỉa bông á cô chú anh chị. Mình đã biết một bông rồi mình tỉa một cái là nó nhảy tược ra như vậy nè. Nhảy tược ra là cây rất là đẹp nha. Tại mình giờ thì cây tàn nó còn nhỏ quá. Thì giờ mình thấy cây nó không được đẹp lắm, không được xuất sắc lắm. Nhưng mà mình lãi ra rồi thì cây rất là đẹp. Tán ngang mình là được 49. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 700 em bao phí ship nha. Rồi đó cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 32. Tiếp theo mã số 32B. 32B cũng là một cây siêu bông Bình Lợi nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Nói chung là mấy cây này thì cây nào cũng có mặt bông trên cây hết trơn á cô chú anh chị. Nhưng mà mặt bông này thì nói chung là có đây chứ nó cũng chưa có đủ sức nó lắm nha. Tại vì mấy bo này cũng còn non lắm. Rồi. Hoành thân cây này cũng được là 18 nha cô chú anh chị. Cái cũ luôn, nguyên cái cũ luôn. Cái cũ dưới này là mình được 28 ạ. Rồi. Chiều cao là 110. Tán ngang là 50. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ là 700 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 32B. Rồi. Đây là một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, cây này nè. Đó, bông siêu bông Sài Gòn nè cô chú anh chị. Cũng có mặt bông trên cây luôn nha. Rồi, để em quay cái bông ha. Cái bông này thì nở chắc ngày hôm qua rồi ha. Hôm qua hôm kia vậy á. Nó rụng hết cái tia luôn rồi. Cái này bông cũng bự hơn 4 ngón tay nha cô chú anh chị. Rồi, con số luôn chị ha. Hoành thân tại điểm này được 24. Rồi. Chiều cao là 102. Tán ngang là 60. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn em bao phí ship nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 34B. Rồi, tiếp theo mã số 34B. 33. Rồi cây này mã số 34B nha cô chú anh chị. Cây vừa rồi là 33B nha cô chú anh chị, cây này là 34B. Không xấu đâu hả chị. Là 34B là siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương luôn ha. Đúng rồi. Hoành thân được 18 rưỡi tính 18. Rồi.
Chiều cao là 113. Tán ngang là 79. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 700 ngàn thôi nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 35B. 35B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú xác Bình Dương luôn ha. Nói chung là công nhận cái lô này nè. Tuy mình ghép vậy chứ nó chuẩn giống. Bông to mà to. Bông đẹp. Hoành thân được 22. Bông rất là to. Chiều cao là 85. Tán ngang là mình 65. Bông này đẹp cực kỳ luôn ha. Mà nó thơm quá chừng luôn á cô chú anh chị. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá giá chỉ 700 ngàn em bao phí ship nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi mã số 36B. 36B. 36B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cây đi đọt rất là sung luôn cô chú anh chị ha nè. Đang đi đọt. Vì mình bấm ngọn á. Nó nhảy chèo nha cô chú anh chị. Năm nay nắng quá chừng nên lá nó không được mướt lắm. Rồi, hoa nè cô chú anh chị ha. Hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao 101. Tán ngang là 65. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 750 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 37. 37B nha cô chú anh chị. Rồi. Ba 37B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa. Mấy cây này giờ ôm nụ quá chừng luôn á, mình về mình lãi, mình mua về mình lãi cái là nó đi đọt là đều luôn, đẹp lắm nha cô chú anh chị. Yeah. Với lúc này mưa đang xuống nè. Hoành thân được 20,5 em tính 20 ạ. Rồi. Chiều cao là 79. Tán ngang 55. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 650 thôi nha. Rồi đây cái. Rồi mã số 38B. 38B. 38B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó nha cô chú anh chị. Rồi. Cây có tàn rồi luôn cô chú anh chị ha. Chi đồ cây này rất là đều luôn cô chú anh chị. Rồi. Nó còn non thôi chứ chi đồ nó đều lắm. Không số cây này luôn cô chị. Bộ đế bỏ cũng đều cũng đẹp nè. Hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao là mình được là 87. Tán ngang là mình được 64. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 nha. Rồi để cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 39B. Rồi. 39B cây này trời ơi có cũ quá trời luôn. Rồi, cây này giấu kìa đó chị. Cây này là cây siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Rồi. Cũ quá trời quá đó cái cũ luôn. Rồi, thông số luôn hả chị. Hoành eo trên đây là mình được 22. Rồi. Cái cũ dưới này mình được 33. Chiều cao là mình được 99. Tán ngang là mình được 369. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 800 ngàn thôi nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 40B. Mã số 40B. 40B cũng là một cây siêu bông Bình Lợi đó nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là một cây cuối clip của em hôm nay luôn. Nó mã số 40 đây nè, cây siêu bông Bình Lợi này rồi thì nó cũng có mặt bông trên cây luôn. Mỏm nó tàn hết mớ rồi em lãi này nó đang búng ba cái tược ra quá chừng luôn á cô chú anh chị. Cái này mà nó búng cái tược này ra mình dưỡng đồ lên á, cây toàn đẹp lắm luôn. Rồi, không sớm luôn nha. Dạ. Hoành thân được 21,5 em tính 21. Cây đang bóp ngọn rất là tốt nha cô chú anh chị. Đều mỗi mắt chiều cao là 110. Rồi. Tán ngang là 70. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 thôi ha.
Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Em mong rằng cô chú anh chị em mình ưng ý được cây nào thì vào xem và ủng hộ giúp em ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.